Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý thính giả bản tin cực nóng sau đây. Kính thưa quý vị, tin vui cho dân miền Nam. Việt Nam Cộng Hòa sẽ khởi động nhiệm vụ huấn luyện 15.000 binh sĩ Cộng sản Bắc Việt nhằm ra mắt hai trung đội đặc biệt tinh nhuệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho Hà Nội. Hôm qua, Hội đồng An ninh Việt Nam Cộng Hòa sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc khởi động một nhiệm vụ hỗ trợ Hà Nội và thủ tục cấp tài chính cũng như hoạt động cho cuộc huấn luyện này. Quyết định Việt Nam Cộng Hòa tạo ra một nhiệm vụ như vậy đã được đưa ra ngày 18 tháng 11. Vào thời điểm đó, đại diện cấp cao của Việt Nam Cộng Hòa về chính sách đối ngoại và an ninh Thế Anh Hùng cho biết, nhiệm vụ đây sẽ đào tạo 16.000 quân nhân Cộng sản Bắc Việt để bảo vệ cho Hà Nội cũng như chống nội bộ diễn biến và chuyển hóa, lập bè phái cấu kết với Trung Quốc để triệt hạ bán nước, để tiếp tục lệ thuộc Tàu Cộng. Nó được thiết kế kéo dài trong 24 tháng và 203 triệu USD sẽ được phân bổ cho các nhu cầu của hoạt động này. Theo đó, lực lượng vũ trang Cộng sản Bắc Việt, đặc biệt là các đơn vị phòng thủ lãnh đạo, lãnh thổ sẽ được cung cấp các khóa huấn luyện cá nhân và tập thể trên quy mô lớn và sẽ sẵn sàng yểm trợ cho Việt Nam Cộng Hòa cho cuộc chính biến nếu thủ đô Hà Nội thất thủ. Các căn cứ huấn luyện của Việt Nam Cộng Hòa cho lực lượng vũ trang Cộng sản Bắc Việt sẽ nằm trên lãnh thổ của Biển Đông, nơi căn cứ Trường Sa do Việt Nam Cộng Hòa đang kiểm soát, khả năng kết nối với các nước khác để đào tạo các nhóm chiến đấu đang được xem xét. Và theo trong một diễn biến khác, các bộ trưởng Quách cũng có ý định thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Trung Quốc vì các hành động của chính quyền nước này trong việc trấn áp các tàu đánh cá trên Biển Đông. Hiện tại, Liên minh Quách đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 18 cá nhân và 7 pháp nhân của Trung Quốc. Còn Trung đoàn đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Việt Nam Cộng Hòa huấn luyện cho Bộ Công an có trách nhiệm thường xuyên luyện tập sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm ngăn chặn trấn áp kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát ở thủ đô, bắt cóc con tin và đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác trong địa bàn khu vực bảo vệ theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Cảnh vệ Việt Nam Cộng Hòa. Sáng ngày 12 tháng 11 tại Hà Nội, Trung đoàn đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các trung đội và ra mắt hai trung đội đặc biệt tinh nhuệ do Việt Nam Cộng Hòa huấn luyện này. Đây là nội dung quan trọng theo lộ trình triển khai thực hiện nghị quyết số 387/11/2021 của Đảng Cộng Hòa, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về lãnh đạo xây dựng trung đoàn đặc nhiệm cách mạng, chính quy tinh nhuệ hiện đại, theo hướng Việt Nam Cộng Hòa dẫn dắt. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Việt Nam Cộng Hòa nhấn mạnh, ngày 1 tháng 11, 2021, Bộ trưởng Bộ Công an và cùng với Bộ Cảnh vệ của Việt Nam Cộng Hòa ban hành quy định chính thức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung đoàn đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đây là sự quan tâm đặc biệt, tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng Hòa và Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với sự phát triển lớn mạnh của lực lượng cảnh vệ, quyết tâm xây dựng trung đoàn đặc nhiệm đầu tiên của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa huấn luyện thực sự là một lực lượng mạnh, đặc biệt tinh nhuệ, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khủng bố, ám sát lãnh đạo cấp cao, bạo loạn, bắt cóc con tin giữa thủ đô, bảo vệ an toàn tuyệt đối đối với cảnh vệ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống nếu có chính biến xảy ra. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Tư lệnh Trần Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đề nghị cán bộ cảnh sát trung đoàn đặc nhiệm phải nhận thức sâu sắc về tình hình diễn biến phức tạp hiện nay do ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc về, nhiệm vụ và những khó khăn thách thức
đang tác động trực tiếp đến công tác cảnh vệ tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác, không ngừng rèn luyện, phấn đấu. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải tăng cường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cảnh sát vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt về ý chí và ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Tiệt, Trung đoàn trưởng Trung đoàn đặc nhiệm cho biết, để chuẩn bị cho việc xây dựng hai trung đoàn đặc nhiệm do Việt Nam Cộng hòa quản lý tinh nhuệ, đơn vị đã chủ động rà soát, kiện toàn đội ngũ chỉ huy cấp trung đội, tiểu đội và lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị, gan dạ dũng cảm, được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, chiến thuật đặc nhiệm, có sức khỏe và có năng khiếu đáp ứng theo khung tiêu chuẩn của đội sinh. Tiêu chí bố trí cán bộ cảnh sát đặc biệt của các đại đội đặc nhiệm để bổ sung cho hai trung đội đặc biệt tinh nhuệ thuộc đại đội đặc nhiệm số 1 và đội đặc nhiệm số 2 do Việt Nam Cộng hòa quản lý và ban hành này. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Ukraine phá hủy sở chỉ huy thu giữ nhiều vũ khí của Nga tại Kherson. Quân đội Ukraine đã gây ra nhiều thiệt hại cho các lực lượng phòng thủ Nga tại khu vực tỉnh Kherson miền nam nước này. Trong một thông báo được đưa ra ngày 12 tháng 11, Bộ Tư lệnh tác chiến phía nam Ukraine cho biết lực lượng này đã tiến hành nhiều cuộc tập kích bằng vũ khí có độ chính xác cao vào các vị trí của quân đội Nga tại khu vực Kherson. Sau khi lực lượng chủ lực của Nga rút khỏi thành phố Kherson, nhiều cây cầu nối liền với khu vực làng Atonika đã bị phá hủy với mục tiêu gây khó khăn cho đà tiến công của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, các binh sĩ của chúng tôi vẫn tiếp tục giải phóng các khu định cư tại Kherson. Việc tìm kiếm và bao vây các lực lượng Nga còn lại tại Kherson cũng đang được khẩn trương tiến hành, thông cáo trên viết. Bộ Tư lệnh tác chiến phía nam Ukraine cũng khẳng định các đợt tập kích bằng vũ khí chính xác của lực lượng này đã phá hủy một cơ sở chỉ huy của lực lượng Nga tại khu vực làng Chetvogi Matka, phá hủy 2 xe tăng, 4 xe tải quân sự, 3 pháo tự hành và loại khỏi vòng chiến đấu 30 bộ binh sĩ của Nga. Quân đội Ukraine đã thu được nhiều vũ khí của Nga bị bỏ lại sau khi rút khỏi thành phố Kherson. Theo bà Navalaty Homernios, người đứng đầu văn phòng báo chí của Bộ Tư lệnh tác chiến phía nam Ukraine, các vũ khí hạng nặng này bao gồm các tổ hợp lựu pháo, xe tăng cùng nhiều xe bọc thép do kích cỡ và trọng lượng lớn. Quân đội Ukraine đã không thể đưa số vũ khí này vượt qua các cầu phao giả chiến bắc ngang sông Dnipro. Bà Homernios tuyên bố số vũ khí trên sẽ nhanh chóng được sửa chữa và đưa vào phục vụ trong biên chế quân đội Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhiều phương tiện quân sự và khí tài hiện đại của Nga như xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, tổ hợp phòng không OSA AKM, đài radar cảnh báo Zopa-1M hay các tổ pháo máy bay không người lái Olan-10 đã bị quân đội Ukraine thu giữ. Những vũ khí bị thu giữ kể trên khiến nhiều người bày tỏ sự lo ngại về việc nhiều công nghệ quân sự hiện đại của Nga sẽ rơi tay vào quân đội Ukraine, mà không là còn là lực lượng tình báo nhiều nước đồng minh phương Tây của Kiev. Ở chiều ngược lại, nhằm đáp trả các vụ tập kích trên, quân đội Nga đã điều động nhiều pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad và Aragan ra mặt trận phía nam để đánh phủ đầu các đợt tiến công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cáo buộc Nga đang tập trung nhiều tên lửa hành trình và hỏa tiễn với mục tiêu tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.